dẫn cho các bạn cái cách cắt một cái bộ đồ bộ. Hôm nay thì Su sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta sẽ ráp bộ đồ này. Đầu tiên nhất là trên cái phần thân áo chúng ta sẽ có cái phần cổ viền ở đây. Thì bây giờ mình sẽ dùng một cái miếng keo mình xếp lại và đặt ở phía dưới cái phần cổ này. Ở đây là cái phần keo nha các bạn. Mình xếp đôi cái phần keo và mình sẽ đặt cái phần thân lên. Và khi mình đặt cái phần thân, mình sẽ chỉnh lại cho nó sẽ được nằm êm. Sau đó là các bạn đẩy sát cái phần thân này lên trên cái phần keo ha, để chúng ta tránh lãng phí đi cái phần keo này. Thì các bạn sẽ dịch chuyển cái phần keo xuống một chút xíu để mình không có bị dư keo bỏ uổng. Đây, các bạn sẽ xếp lại cái phần keo như thế này. Đó. Rồi sau đó là các bạn lấy dấu lại cái đường ngang vai và các bạn sẽ đi cong lại cho cái phần cổ này. Đó. Rồi các bạn sẽ đặt cây thước mình lấy dấu của cái phần cổ. Và sau khi các bạn lấy ra rồi thì các bạn sẽ lấy cái phần thân này ra và các bạn sẽ lấy đều cái phần cong của miếng cổ trên thân là 4 xăng. Đó, các bạn vẽ cong được cái phần cổ là 4 xăng. Sau đó là ở cái phần cổ này thì chúng ta sẽ cong cái đường cong nè. Thì các bạn sẽ đánh cong xuống gì, sau đó chúng ta dùng kéo chúng ta cắt. Thì khi cắt các bạn nhớ chừa đường may. Các bạn sẽ cắt rời cái miếng keo ra như thế này. Chúng ta chừa đường may bao nhiêu thì chúng ta cũng sẽ cắt trên phần keo là bấy nhiêu. Và ở đây thì các bạn sẽ cắt cong, ở đây thì các bạn cắt cho mình 7 ly. Rồi, sau khi cắt keo xong rồi thì các bạn sẽ có được cái miếng keo như thế này. Chúng ta sẽ dùng ủi lên trên cái phần vải. Để mà ủi keo á, là trước khi đó là các bạn sẽ ủi vải cho nó nóng cái miếng vải lên. Sau đó là các bạn sẽ đặt keo. Keo thì mình sẽ có bề bóng và bề không bóng. Thì cái bề bóng á, các bạn sẽ đặt nó lên trên cái phần thân như thế này. Rồi bên này thì chúng ta sẽ để đối xứng. Và các bạn nhớ lưu ý là cái này mình đã có chừa đường may rồi, cho nên là các bạn cứ ủi thoải mái. Khi ủi thì chúng ta sẽ ủi từ giữa chúng ta ủi ra nha các bạn. Mình để khoảng chừng 10 cho đến 15 giây rồi các bạn sẽ dịch chuyển cái phần bàn ủi của mình đi. Các bạn tuyệt đối là chúng ta sẽ không chà keo qua chà keo lại, nó sẽ bị giãn ha. Đó. Rồi các bạn đặt bên này thì sau khi các bạn làm xong các bạn sẽ lấy tay các bạn thử thử, thấy nó dính vô là ok, đã chín keo đó. Các bạn để từ 10 đến 15 giây. Rồi sau đó là các bạn sẽ dùng kéo các bạn cắt cái phần keo này ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua sang qua cái phần may cổ. Thì các bạn sẽ cắt được hai cái miếng cổ như thế này. Chúng ta sẽ dùng một bên cổ này chúng ta may trước. Các bạn sẽ may cho mình theo cái đường xoắn. Mình sẽ may trên đường xoắn nha các bạn. Các bạn may được cái miếng thứ nhất và cái miếng thứ hai thì các bạn cũng sẽ may tương tự như vậy. Cái phấn này là khi mình thực hiện là mình sẽ lấy dấu đối xứng hai bên qua bằng cách là chúng ta thổ cái mặt này qua cái mặt kia. Rồi các bạn sẽ may được hai bên cái đường như thế này, rồi các bạn dùng kéo các bạn cắt. Cắt đều cho mình còn lại là 5 ly. Các bạn cắt đều được 5 ly thì ở những cái phần cong này các bạn sẽ bấm cho mình. Thì khi các bạn bấm như thế này rồi thì các bạn sẽ lộn bật ngược cái phần này ra. Thì tự động cái phần cổ áo của chúng ta nó sẽ được nằm êm như thế này. Đây, rồi bây giờ các bạn sẽ đem qua các bạn ủi. Ủi xong rồi thì mình sẽ may dĩu cho cái phần cổ này.
các bạn hiểu cho mình 5 ly. Nếu bạn nào đem qua ủi thì nó sẽ được nằm êm ha, còn đây mình chưa ủi thì mình sẽ lấy tay á, mình đẩy nó ra cho nó đều cái phần lá cổ của mình. Các bạn lấy cái tay bạn miết, đẩy nó nằm êm qua như vậy. Chúng ta sẽ giữ đều ở trên cái phần cổ. Mình cạ cái chân vịt đó, nó sát với lại cái đường may của cái phần cổ áo. Nếu mà bạn nào mà ủi trước á, thì khi chúng ta may á, là nó sẽ đỡ vất vả hơn. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ ra được cái phần cổ của chúng ta, nó sẽ nằm êm như thế này. Và các bạn sẽ làm bước tiếp theo là chúng ta sẽ cắt đi cái phần vải dư. Rồi, như vậy thì các bạn sẽ có được một bên cái phần cổ cong như thế này. Đó, cổ mình sẽ nằm êm đẹp. Mình sẽ làm tương tự cho phần cổ bên kia. Thì ở đây các bạn sẽ có được cái phần cổ nè. Hồi nãy mình may được hai cái lá cổ thì cái mặt keo các bạn để lên phía trước ha. Đó, các bạn để lên đây. Đây là cái mặt keo nè. Nãy chúng ta làm đối xứng thì các bạn để lên. Thì chúng ta ra được cái phần cổ trên thân. Bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ may cái phần cổ này vào trong thân. Nhưng mà trước khi mà các bạn may cái phần cổ này vào trong thân á, thì các bạn sẽ xếp đôi phần cổ này lại cho nó được nằm cân đối, đối xứng với nhau. Sau đó thì các bạn sẽ lấy cho mình cái dấu giữa của cái phần cổ áo. Nhớ là phải lấy dấu giữa, chúng ta lấy ra ngoài trước luôn. Đó, mà các bạn phải lấy được cái dấu giữa như thế này. Sau đó là các bạn dùng thước, các bạn đo đều cho mình cái phần cổ này nè. Nó sẽ là 4cm đều. Hồi nãy mình chừa 4cm đó, bây giờ mình sẽ làm 4cm đều. Các bạn sẽ đo cho mình nha. Và lấy đều dấu phấn. Các bạn sẽ lấy, nhìn thấy không? Dấu phấn ở trên thân đó. Các bạn sẽ lấy đều. Để lát nữa chúng ta may vô thì nó sẽ đều nha các bạn. Đó. Rồi sau khi mà các bạn lấy dấu phấn được một bên như thế này, các bạn dùng phấn các bạn miết mạnh tay lên. Đó. Miết là mạnh tay gì là chúng ta có nè. Xong là các bạn chỉ cần úp cái phần này lại ha. Mình canh cái đầu này đầu kia nó cong đều với nhau, các bạn chỉ cần giữ cái đầu tay vỗ qua cho mình. Thì khi các bạn vỗ qua bên này nó cũng có dấu phấn luôn. Thì các bạn nhìn thấy hai bên này chúng ta có dấu phấn đều với nhau. Bây giờ cái bước tiếp theo là các bạn sẽ lấy cái phần thân trước. Khi mà may là các bạn sẽ đặt cái dấu phấn này nè ở điểm giữa ha. Các bạn sẽ úp lại đây và các bạn sẽ may đường cong theo cái phần cổ áo. Thì chúng ta bật ra chúng ta sẽ được cái phần cổ. Và để cho chúng ta có được cái đường phấn mà chúng ta may đều cho cái phần cổ này, ví dụ như ở đây là nó lòi thòi nè, ở chỗ 7 ly chỗ 1/2 nè, thì các bạn sẽ dùng cái kéo ha, chúng ta sẽ gọt lại đều 7 ly. Rồi sau đó lát nữa là chúng ta canh cái chân vịt là chúng ta may thôi, thì nó sẽ rất là dễ. Bây giờ mình sẽ cắt lại, gọt lại cho nó đều. Đều xong đó là mình chỉ cần bỏ lên chân vịt là chúng ta may là ok. Này, tiếp tục cho bên này. Đó, thì các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có được cái phần cổ. Bây giờ mình sẽ qua bên máy để mình may cổ nha. Đây sẽ là cái phần cổ áo của mình và đây là điểm giữa. Thì cái điểm giữa này bắt buộc là hai cái đầu cổ này nó sẽ trùng với nhau. Thì các bạn sẽ đặt hai cái đầu cổ lên đây trước, đụng ngay cái điểm giữa ha, và các bạn sẽ may khóa cho mình một đường. Các bạn sẽ nhìn thấy là mình may khóa để hai cái phần cổ này nó trùng với nhau tại một điểm trước ha, nó trùng với nhau như thế này. Rồi bước tiếp theo là các bạn cứ là chúng ta để cái phần cổ vào chúng ta may bình thường, tại vì khi nãy là các bạn đã canh đúng cái chiều dài của nó rồi, bây giờ chúng ta để vào chúng ta may thôi. Các bạn sẽ đặt cái phần cổ vào và chúng ta canh 7 ly để chúng ta chạy xung quanh cho cái phần cổ.
Để mình mở cái màn hình lớn lên để các bạn nhìn quan sát tổng thể cho dễ. Do bởi cái đường này nó là đường cong và chúng ta đã khóa chặn rồi, cho nên là các bạn nhớ là chúng ta rải đồ cầm cho nó đều nhau nha các bạn. Chúng ta đã may được một bên của cái phần cổ rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho cái phần bên này. Chúng ta sẽ đẩy cái phần cổ này nó hơi nhẹ vào, tại vì nó là cái đường xéo. Chứ mà các bạn mà để thẳng, các bạn kéo luôn thì cái cổ của mình nó sẽ bị giãn. Chúng ta giữ tay như vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ trải đều cái phần cổ ra, thì khi các bạn may xong thì các bạn sẽ lật lại, thì các bạn nhìn thấy là chúng ta may được cái phần cổ này nó vào trong thân. Trước khi mà các bạn giữ cái phần cổ thì các bạn sẽ qua, các bạn dắt sổ cho mình cái đường này. Rồi sau khi mà các bạn đi qua, các bạn vắt sổ, các bạn vắt sổ nè, rồi các bạn ủi cho nó nằm êm, thì bây giờ chúng ta sẽ giữ. Ở đây thì các bạn có thể là giữ 5 ly hoặc là giữ 1 ly đều được. Ở đây mình sẽ giữ 1 ly, cạ nó vào trong cái phần chân vịt. Ở đây các bạn nhìn thấy ha, mình sẽ cạ cái chân vịt nó vào cái đường may mình mới vừa may đó. Các bạn sẽ giữ đều cho mình. Thì khi các bạn giữ thì chúng ta sẽ được cái đường may ở trên cái phần cổ là như vậy. Rồi, như vậy là chúng ta vừa xử lý xong được cái phần cổ. Bây giờ các bạn sẽ qua tiếp tục chúng ta ráp phần áo. Và đây là cái phần thân sau của áo. Do bởi cái thân trước các bạn đã cặp được cái phần cổ vào rồi, cho nên là với cái phần thân sau này các bạn cũng phải viền trước khi mà chúng ta sẽ may cổ vào trong thân áo, cho nên là các bạn sẽ phải viền. Và để mà viền được á, thì các bạn sẽ sử dụng cái phần vải dư còn lại khi chúng ta cắt. Các bạn cắt cho mình một cái dây viền xéo 45 độ. Ở đây các bạn sẽ đo từ góc này qua là 39 ha. Thì các bạn cũng đặt cái đuôi và lấy con số 39, và các bạn sẽ để cái thước xéo theo cái đường 39 này, thì đây chính là cái phần viền canh vải xéo 45 độ của chúng ta. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình độ lớn của cái dây viền này, tùy các bạn thích viền dẹp hay viền ẩn thì các bạn sẽ xử lý cho nó theo sở thích của mình. Ở đây á, là mình sẽ viền dẹp. Đây mình sẽ gấp đôi cái phần dây viền lại để mình viền, mình cắt bản độ lớn của nó theo cái cây thước này, đó là 5,5 phân. Mình sẽ dùng kéo mình cắt cái phần dây viền này ra. Khi cắt thì các bạn sẽ cắt trên cái đường phấn mà chúng ta mới vừa vẽ. Này các bạn sẽ có được cái phần dây viền xéo. Sau đó là chúng ta sẽ dùng bàn ủi ha. Các bạn sẽ xếp cái phần dây viền này lại, các bạn ủi xuống cho mình. Ủi xếp đôi lại. Mình sẽ ủi cái dây viền để nó nằm êm. Và ở đây các bạn có cái phần cổ áo và cái dây viền mình mới vừa cắt. Các bạn sẽ đặt cái phần dây viền này vào trong phần cổ. Các bạn sẽ viền. À,
Khi may thì chúng ta sẽ dùng cái tay mình đẩy hơi nhẹ cái phần cổ vào và kéo hơi nhẹ cái phần dây ghiền ra. Chúng ta mới vừa đi qua cái phần dây viền thì các bạn thấy khi mình may xong mình ấp ngược nó lên thì các bạn thấy là cái dây viền với thân nó nằm êm như vậy là ok. Mà khi may xong mà các bạn thấy nó giãn ra có nghĩa là chúng ta may đã bị bay cái phần dây viền rồi đó. Rồi sau đó kế tiếp đó là các bạn sẽ bẻ góc cái viền này ha. Các bạn bẻ vào nè. Đây cái mặt dưới nè. Đó, các bạn bẻ vào sao cho cái phần mặt dưới này nó sẽ trùng lại với lại cái đường chỉ như thế này. Và các bạn sẽ may mí lên cái phần mặt phía chân trước thì chúng ta sẽ ra được cái phần viền. Bây giờ thì Tí Xu sẽ may nha. Mình sẽ cuộn cái phần viền cho nó chặt tay lên nha các bạn. Và các bạn đẩy hết cái phần vải dư này vào phía trong. Bạn nào không quen á, thì các bạn có thể là lượt cái phần dây viền trước khi chúng ta may vẫn được, hoặc là các bạn sẽ ủi. Vậy thì chúng ta mới viền được cái phần cổ áo thì các bạn nhìn thấy là tissu chưa có ủi nhưng mà cái phần cổ của chúng ta nằm êm vậy là ok. Bây giờ qua phần lắp ráp. Ở đây các bạn đã có cái phần thân sau chúng ta mới vừa viền xong thì các bạn sẽ đặt cái phần thân trước này lên. Đó, và các bạn sẽ may cho mình một cái đường may ngang vai bên góc này và may cái đường may ngang vai bên góc này. Thì ở đây sau khi mà các bạn may được cái phần vai rồi thì các bạn mở rộng cái phần vai này ra. Mình sẽ mở rộng được cái phần thân. Đây là cái phần cổ trước ha. Rồi kế tiếp là các bạn sử dụng cái phần tay áo chúng ta đặt lên đây chúng ta may. Các bạn sẽ để hai cái tay lên và chúng ta có cái phần tay trước là mình đánh dấu đây nè. Thì cái phần tay áo của chúng ta khi chúng ta đưa về mặt thì tay trước nó sẽ nằm đây. Các bạn sẽ để bên tay trước. Và mình sẽ có một cái bên tay này là tay đối xứng. Và các bạn sẽ đặt cái phần tay vô đây. Và mình sẽ may vòng cho cái phần nắp. Thì sau khi mà các bạn may xong cái phần tay là chúng ta sẽ có được cái phần thân áo như thế này. Và các bạn gấp cái phần thân trước và thân sau lại để hai cái đường sườn tay với lại đường sườn thân trùng với nhau này. Đó. Thì các bạn may cái đường sườn hai bên. Rồi chúng ta mới vừa may xong được cái phần sườn, bây giờ các bạn sẽ bẻ gấp mép cái phần lai, bẻ vào 7 ly và chúng ta sẽ bẻ lên 2 xăng nữa để chúng ta may tròn cái phần lai này. Và các bạn thấy đây là cái phần áo có tay và cái cổ. Mình ngày hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn tra một cái cổ được nằm êm. Cái này gọi là cổ tàu cũng được. Cổ tàu này là cổ tàu êm chứ không phải là cổ tàu đứng, nó theo thân. Đó là cái cách chúng ta sẽ thực hiện là như vậy. Bây giờ thì Tí Xu sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta may cái quần của cái bộ này nhé. Hôm trước khi chúng ta cắt quần á, là các bạn cắt được cái phần thân trước với phần sau nó liền nhau, nó không cắt rời, nhưng mà chúng ta cắt được hai cái phần đáy trước đáy sau riêng lẻ chứ không phải là bốn thân đều nhau. Thì bây giờ hôm nay các bạn sẽ đặt nó vào và các bạn đầu tiên may cho mình cái đường sườn ống tương tự như vậy cho cái phần thân bên này. Các bạn cũng đặt hai cái đường sườn trùng với nhau, các bạn may đường sườn ống. Thì sau khi may xong thì các bạn sẽ có được hai cái phần ống bề trán như thế này. Các bạn sẽ luồn vào một ống ra bề mặt. Đây, các bạn sẽ luồn được một ống ra bề mặt như thế này. Thì các bạn nhìn thấy là đây là cũng phần đáy
của thân trước. Đây là phần đáy thân trước nhưng mà nó là ở bề trái. Thì các bạn cầm cái ống này, các bạn thu tay lên như thế này, các bạn sẽ luồn nó vào phía trong và chúng ta cầm hai cái phần đáy quần của thân trước và thân sau, các bạn cầm lên với nhau để cho hai cái mép vải này nó sẽ trùng nhau như thế này đó. Và các bạn sẽ dùng cái kim máy may, các bạn may cho mình đường này. Và các bạn thấy sau khi mình may xong rồi, các bạn sẽ có được cái đường may xung quanh cái phần ống. Mình đặt hai cái phần ống ra và cái tiếp là các bạn sẽ cầm cái phần quần, các bạn lộn nó ngược ra ngoài. Thì khi các bạn lộn ngược ra ngoài thì các bạn sẽ có được cái quần hai cái ống như thế này đó. Rồi cái tiếp đó là chúng ta sẽ cắt cái phần chỉ thừa đây và các bạn sẽ cắt cho cái phần dây thun chúng ta may cho cái phần lưng quần. Khi các bạn để cái phần quần như thế này thì mình kiểm tra coi cái nào là đáy trước, cái nào là đáy sau. Thì ở đây cái phần đáy này các bạn thấy nó chồm qua hai xăng, cái này là đáy sau và đây là cái phần đáy trước. Cái quần này hôm trước đó là mình trừ cái bản lưng là 4 xăng, bây giờ mình sẽ dùng ba dây thun 4 xăng mình may. Ở đây là cái bánh thun ha. Mình sẽ cắt cái phần thun này ra. Và các bạn sẽ lấy cho mình cái phần thun này. Cái độ lớn của phần thun á tùy theo người. Thun nó có độ co giãn nên là tùy theo người. Các bạn sẽ lấy cái phần thun này á, có người người ta thích mặt ôm, có người người ta thích mặt rộng. Nhưng mà thường á là chúng ta sẽ trừ đi khoảng 5 đến 7 xăng so với lại cái phần lưng trên thon ha. Rồi các bạn sẽ cắt cái phần này ra và nhớ thì trừ thêm 1 xăng để chúng ta may chồng cái phần dây thun. Thì các bạn sẽ qua máy may, các bạn sẽ may liền cái đường này lại. Thì sau khi mà các bạn qua máy may, các bạn may liền rồi nè. Đó, thì các bạn sẽ chia thun ra cho mình thành 4 phần đều nhau. Ở 4 phần đều nhau này các bạn sẽ dùng cái phấn, các bạn lấy dấu cho mình. Chúng ta lấy dấu được 4 cái dấu ở trên cái phần thun rồi. Rồi, thì chúng ta sẽ lấy dấu tương tự trên cái phần lưng. Phần lưng này là chúng ta lấy bằng nhau ha. Thì các bạn lấy dấu cho cái điểm giữa này. Mình có thể bấm 5 ly, 3 ly để lấy dấu cho hai bên bằng nhau. Bây giờ qua máy để phần thun. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta may dây thun vào trong thân. Ở đây các bạn sẽ lấy cái dấu giữa của phấn nè. Mình để trùng với dấu giữa của cái quần. Rồi mình sẽ đặt nó vào trong máy bắt sổ. Các bạn sẽ chọn khóa cho nó một đầu. Sau đó tiếp tục là mình sẽ lấy cái dấu thứ hai của cái đường phấn. Nó sẽ trùng với lại cái dấu bấm ở trên cái phần thân quần, cái hình tam giác hồi nãy mình bấm nè. Bạn đặt vào đây, sau đó là mình sẽ căng cái phần dây thun với cái phần quần ra. Các bạn giữ tay và chúng ta tra cái phần thun vào thân. Tiếp tục chúng ta sẽ lấy cái dấu phấn này. Chúng ta sẽ đặt cái phần dấu giữa. Các bạn cũng sẽ căng nó ra. Và chúng ta may thun vào thân. Tiếp tục các bạn sẽ lấy cái dấu phấn, đặt nó trùng với lại cái dấu bấm mà chúng ta mới vừa lấy dấu bấm. Bạn may. Cuối cùng là các bạn sẽ căng cái phần dây thun còn lại với lại cái phần thân quần ra. Và chúng ta sẽ may kết thúc cái đoạn dây thun. Sau khi các bạn may kết thúc được phần dây thun rồi thì cái bản lưng quần của chúng ta nó sẽ nằm êm và đều trên thân như thế này. Mình sẽ bẻ góc xuống. Bẻ góc xuống như thế này và các bạn gấp. Rồi chúng ta căng, cầm dây thun chúng ta căng nó ra ha. Căng và vuốt cho nó êm cái phần thân và các bạn chạy. Tương tự chúng ta cũng gấp cái dấu giữa này trùng với lại với cái đường mà chúng ta ráp, các bạn căng nó ra
và chúng ta chạy. Rồi kế tiếp các bạn sẽ lấy dấu giữa này, các bạn căng nó ra và chúng ta chạy. Và các bạn cũng sẽ căng cái đường này ra. Thì các bạn thấy khi mình thực hiện cái thao tác, cái phần quần của chúng ta dây thun thì nó sẽ được trả đều như thế này, là chúng ta hoàn tất được cái phần dây thun. Và chúng ta kéo căng ra là chúng ta thấy nó thả đều, nó không bị trẹo, không bị xiên xẹo khi chúng ta may. Và bước tiếp theo cuối cùng là chúng ta sẽ may lai cho cái phần quần. Lai này các bạn sẽ gấp lên cho mình 2 phân và chúng ta sẽ gấp lên thêm 2 phân nữa thì các bạn sẽ bẻ được cái phần lai. Thì các bạn thấy là khi chúng ta bẻ cái phần lai như vậy và được cắt cái phần mũi tên thì các bạn thấy lai của chúng ta nó nằm êm và nó không có bị trẹo như thế này. Và chúng ta sẽ làm thêm một cái lai nữa. Các bạn cũng gấp 2 phân. Bạn gấp 2 phân xong rồi các bạn cũng sẽ gấp 2 phân như thế này. Và với chỉ trong vòng 5 phút khi chúng ta may cái phần quần này thì các bạn thấy là chúng ta có được cái phần lưng thun cho một cái phần quần và một cái phần áo cổ, mình gọi là cổ Tôn Trung Sơn hay là cổ Tàu cũng được. Đó thì các bạn thấy là có tay. Thì Tisu cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Tisu. Chúc các bạn cũng may thành công được một cái bộ mặt nhà giống như Tisu đã hướng dẫn. Và mẫu này thì các chị em mình ở tuổi U40 trở lên thì chúng ta có thể áp dụng để may được. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.